Thưa quý vị, vụ dâm ô 5 em học sinh tại tỉnh Bình Thuận gần đây chỉ là một trong số nhiều vụ xâm hại trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây, gây phẫn nộ và bức xúc trong dư luận. Trước các vụ việc này, nhiều ý kiến cho rằng luật pháp hiện hành đang có những lỗ hổng rất lớn trong việc xử lý hành vi xâm hại tình dục trẻ em, tạo cơ hội cho những kẻ phạm tội lách luật, nhân luật để phạm tội. Vậy, những lỗ hổng đó là gì? Đâu là giải pháp để khắc phục? Đây là những nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục vấn đề hôm nay. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 1 tháng 3, một giáo viên chủ nhiệm có hành vi sờ mông sờ đùi nữ học sinh trường tiểu học Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang, song dư luận vô cùng bức xúc trước kết luận của công an huyện khi cho rằng đó không phải là hành vi dâm ô. Ngày 25 tháng 3, sau hàng loạt phẫn nộ của dư luận xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội về việc thay đổi quyết định khởi tố bị can Dương Nguyễn Trọng Trình, sinh năm 1988 ở Chương Mỹ, Hà Nội, từ tội dâm ô với người dưới 16 tuổi sang hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Gần đây nhất, việc đối tượng xâm hại bé gái trong thang máy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra những khó khăn trong việc xác định hành vi phạm tội. Tôi phải nói như cái vụ ở Chương Mỹ, Hà Nội ấy, với một cái hiện trạng như vậy, cháu bé bị xâm hại như vậy mà cơ quan điều tra cho rằng đấy là một cái tội dâm ô. Rồi là đến khi mà công an Hà Nội người ta rút hồ sơ lên người ta xem thì người ta thấy là rõ ràng đây là phải khởi tố về tội hiếp dâm. Cái tội danh của cái xâm hại tình dục này nó có những cái khoảng cách mà nếu mà cái người thực thi công vụ ấy làm không khách quan công minh thì rất dễ là làm giảm nhẹ tội đi hoặc là sai lệch. Theo các chuyên gia, sở dĩ chúng ta gặp khó khăn trong việc xử lý tội phạm xâm hại trẻ em là do Bộ luật Hình sự năm 2015 chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể thế nào là hành vi dâm ô, cũng như chưa quy định rõ bộ phận nào là bộ phận kích thích tình dục, nên dẫn đến việc các cơ quan thực thi khác nhau vận dụng theo các cách hiểu khác nhau. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Văn phòng Luật sư Kết nối, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết. Chúng tôi cần giải thích cụ thể hơn thế nào là hành vi dâm ô. Bởi lẽ là Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ năm 2018 thì chưa có một văn bản nào hướng dẫn thế nào là hành vi dâm ô, mà chúng ta lại đi vận dụng vào những cái tài liệu văn bản mà đã hết hiệu lực. Đặc biệt, khi cơ quan chức năng yêu cầu phải có chứng cứ vật chất trên thân thể nạn nhân bị xâm hại, thì đây là một điều rất khó khăn, bởi đối với các vụ dâm ô không để lại dấu vết hoặc gia đình nạn nhân phát hiện muộn, rất khó để thu thập chứng cứ. Thì từ trước đến nay đều có, nhưng vì là truyền thông của chúng ta chưa mạnh, thứ hai là những người mà bị vi phạm hoặc là bị là nạn nhân ấy, thì họ cũng giấu và họ không lên tiếng. Khoảng trống pháp luật khiến nhiều kẻ phạm tội vẫn nhỡ nhơ ngoài dòng pháp luật hoặc chỉ bị phạt ở mức chưa đủ sức răn đe, đã vô tình khoét sâu thêm nỗi đau của các nạn nhân. Đây là thực tế cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để xem xét, nghiên cứu, xác định lại từng nhóm hành vi và có những chế tài xử lý nghiêm khắc hơn, đảm bảo an toàn và đảm bảo quyền của trẻ em. Diễn tiến ngày càng phức tạp của các vụ xâm hại tình dục trẻ em đang đặt ra thách thức cho các cơ quan lập pháp, hành pháp, đòi hỏi phải cập nhật, áp dụng những chuẩn mực, tiến bộ quốc tế để đảm bảo tính công minh cho các vụ việc. Những lỗ hổng về pháp lý cần được nhanh chóng loại bỏ để giảm thiểu tới mức thấp nhất những trường hợp trẻ em bị xâm hại. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trí Viễn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.